Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được tin nhận Ngài, vì chúng con được sống cùng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được thuộc về Ngài. Đúng vậy, chúng con là của Ngài. Ngài đã dùng huyết báu của Ngài để chuộc mua chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con biết ơn Chúa vì điều đó. Chúa ơi, chúng con cầu xin Ngài để ngày hôm nay Ngài bày tỏ cho chúng con, để chúng con hiểu sâu hơn tình yêu của Ngài, tình yêu giáng thế của Chúa, để chính điều đó cảm hóa thay đổi tấm lòng chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Giờ phút này xin Chúa sức dầu trong môi miệng đôi tai chúng con, Chúa, để lời của Ngài, chân lý của Ngài được bày tỏ cho chúng con. Chúng con quy mọi vinh hiển về cho Chúa, chúng con ngợi khen Ngài, chúng con tôn vinh Ngài, và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn cả đoàn. Trước khi ngồi xuống, chúng ta chúc phước cho những người xung quanh chúng ta. Alleluia. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một cái chủ đề có thể gọi là gì, là chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Chúng ta có thể cùng nhau xem Tin Lành thư răng thứ nhất đoạn 4 ấy, từ câu 8 đến câu 10 và sau đó là câu 19 ấy. Tôi sẽ đọc trong bản Hiệu Đính Truyền Thống. Thư răng 1 đoạn 4 từ câu 8 đến câu 10 sau đó câu 19 ấy. Lời sứ đồ răng ấy, chúng ta biết sứ đồ răng được gọi là sứ đồ của tình yêu đúng không? Ông nói như thế này: ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai con một gian để chúng ta nhờ con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều này không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Câu 19 này: chúng ta yêu thương vì Chúa yêu chúng ta trước. Thế đúng là chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Hãy nói người bên cạnh, chúng ta yêu Chúa vì Chúa yêu chúng ta trước. Chúng ta yêu những con người khác cũng bởi Chúa yêu chúng ta trước. Thì trong đoạn Kinh Thánh này, trước hết ở đây có nói với chúng ta, đó là Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Anh em đi theo Chúa, chúng ta phải biết cái chân lý này. Đây là chân lý rất tuyệt vời. Nếu chúng ta nhìn trong đồng vắng ấy, khi dân Israel họ phạm hết tội này đến tội kia, mà khiến cho Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết Ngài nổi thạnh nộ. Vậy mà khi Môi-se nói là cho con biết Ngài, anh em, nếu mà Chúa, khi Chúa bày tỏ cho Môi-se một cái chân lý mà có thể nói là gì, được nổi trội trong đó, đó là gì? Đức Chúa Trời là đấng yêu thương con người. Nên anh em ạ, Chúa là đấng yêu thương con người. Anh chị em biết không, bản thân khi tôi mới theo Chúa, nhiều khi cũng rất vui, và tôi nghĩ là chắc là cảm giác chung của rất nhiều những người mới theo Chúa như vậy. Chúng ta vui nhưng cũng là cảm xúc nó cũng lên xuống thất thường lắm. Đôi khi hôm nay thấy Chúa rất tuyệt vời, ngày mai không thấy Chúa đâu cả. Hôm nay thấy Chúa sống, mai không biết Chúa còn sống hay không. Hôm nay bảo có Chúa 100%, bùng bùng làm chứng cho mọi người. Nhưng mấy hôm sau thì giống như là ăn bẹp quả chanh ấy. Thế không biết có Chúa thật hay không nữa. Và anh chị em ạ, cảm giác tôi cũng cảm giác là như vậy. Đôi khi cảm thấy có những lúc Chúa tuyệt vời, nhưng có những lúc lại cảm thấy cái sự đinh tội, cảm thấy cái sự trầm uất, cảm thấy cuộc đời nó thực sự rất nhiều những cái. Thế có lúc còn than là theo Chúa còn khổ hơn không cả khi chưa theo Chúa nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đến một ngày tôi hiểu được một điều, là giao ước của Chúa là giao ước của tình yêu. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương con người. Và tôi vẫn nhớ ngày đó tôi đã quỳ gối xuống, tôi xưng nhận lời Chúa, không phụ thuộc vào cảm xúc. Tôi nói là Chúa yêu tôi với tình yêu mặc rộng. Chúa yêu tôi như tôi còn, Chúa đã cứu tôi. Và anh chị em ạ, từ đó đời sống thuộc linh tôi đã đổi sang một trạng khác. Nên anh chị em ạ, bước ngay cả tình yêu cũng như vậy, hay bất cứ điều gì khác, chúng ta trước hết chúng ta cần phải bước đi bởi đức tin. Đức tin chúng ta dựa vào lời Chúa. Và nếu chúng ta tin, chúng ta sẽ cảm nhận. Anh em, khi chúng ta tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời dựa trên lời của Ngài, anh em, càng ngày chúng ta sẽ cảm nhận tình yêu của Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn.
Nên hỡi quý vị anh chị em, đừng có bước theo sự mắt thấy nhé. Đừng bước theo cảm xúc của mình, mà trước hết hãy tin Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta. Thì trước hết tôi muốn nói một vài điều về cái chân lý Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Thì trong Kinh Thánh có nói với chúng ta đó là Chúa yêu chúng ta trước khi chúng ta có mặt trong đời này nhé. Anh chị em, Chúa gọi tên từng chúng ta, Chúa biết từng chúng ta. Và Chúa yêu mỗi một chúng ta, thậm chí Kinh Thánh nói là từ trước sáng thế, trước khi chúng ta sinh ra trong đời này. Anh em ạ, thông thường là chúng ta yêu một người nào đó khi chúng ta thấy người đó, có phải không anh chị em? Thông thường tôi thấy là bậc cha mẹ hay thậm chí ông bà, đứa cháu nào mà gần mình ấy, mình thấy nó nhiều thì thông thường yêu nó hơn. Đó là chuyện mà thông thường là như vậy. Nhưng mà Chúa yêu chúng ta trước khi chúng ta có hình hài, trước khi chúng ta là ai đó, trước khi chúng ta kịp làm điều gì đó hoặc chưa kịp làm điều gì đó. Nên chính vì vậy chúng ta có thể nói là tình yêu của Chúa đối với chúng ta đó là tình yêu mặc rầu. Nên nếu tôi sinh ra có trở thành một người mà bị dị tật, hay tôi sinh ra dù bất cứ là người như thế nào, thì Chúa vẫn đã quyết định yêu tôi từ trước rồi. Cái đó không ảnh hưởng đến tình yêu của Đức Chúa Trời đối với tôi. Amen anh chị em. Nên nếu quý vị anh chị em, chúng ta cần phải tin vào tình yêu này. Không quan trọng bạn là người bề ngoài ra sao, năng lực như thế nào, đời sống bạn đã thực hiện cái điều gì mà kinh khủng đến đâu, Chúa vẫn yêu bạn từ trước khi bạn sinh ra trong đời này. Rồi điều thứ hai ấy, trong Kinh Thánh nói với chúng ta, David nói, nếu chúng ta không có điều kiện đọc hết những cái điều này, nhưng trong Thi Thiên 139 David nói là gì? David nói là thực ra Chúa yêu chúng ta từ khi mà chúng ta còn trong lòng mẹ chúng ta. Kinh Thánh nói là chính Chúa dệt chúng ta trong lòng mẹ của chúng ta. Và cái từ Chúa dệt chúng ta nó giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Nên giống như là chúng ta là người có mẫu, cũng giống như một vị họa sĩ đúng không? Đã có một cái tác phẩm nghệ thuật mà người đó không bao giờ lặp lại được cái tác phẩm đó. Nên thời ngày nay người ta mới thích là gì? Thích những cái sản phẩm mà làm bằng tay là như vậy đó. Bởi vì không cái nào giống được hết cái nào. Có phải không anh chị em? Còn những cái đồ mà copy ra, cái đồ mà là máy đại chúng thì nó bình thường thôi. Nhưng mỗi một chúng ta là có 102. Chúa dệt chúng ta trong lòng mẹ chúng ta. Khi chúng ta chưa có một ngày nào trên đất này ấy, thì trong sổ của Chúa đã có tất cả kế hoạch của Chúa cho cuộc đời chúng ta rồi. Kinh Thánh nói là gì? Là thực sự là chúng ta được dựng nên cách lạ lùng, một cách diệu kỳ. Và ý tưởng của Chúa về chúng ta là nhiều hơn cát, không thể đếm được. Có nghĩa là Chúa đã ước mơ, Chúa đã ấp ủ về chúng ta, Chúa đã lập kế hoạch này, Chúa đã định cái điều kia cho cuộc đời chúng ta. Cũng bởi vì Chúa quan tâm, Chúa rất yêu chúng ta. Rồi Kinh Thánh còn tiến xa hơn á, là Đức Chúa Trời còn yêu chúng ta hơn cha mẹ chúng ta nữa. Anh em ạ, tình yêu của con người đối với nhau có lẽ là tình yêu bố mẹ đối với con là tình yêu lớn nhất, tình yêu thực sự là không vụ lợi nhất. Nhưng rõ ràng Kinh Thánh nói là tình yêu của Đức Chúa Trời còn vượt trội hơn cha mẹ chúng ta rất nhiều. Nên thậm chí tiên tri Ê-sai nói á, là có người phụ nữ nào mà quên con mình để không cho nó bú chăng? Tất nhiên là đại đa số là không có trường hợp như vậy, nhưng vẫn có thể có một vài trường hợp như vậy. Nhưng Chúa nói là gì? Là nếu người đàn bà có quên con mình thì ta không bao giờ quên con. Ta khắc con trong lòng bàn tay của ta, các đường lối con hằng trước mặt ta luôn luôn. Nên thậm chí Kinh Thánh nói là dầu núi rời, dầu đồi chuyển đó. Đúng là dù vạn vật sao rời, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh em không một điều gì chia cách tình yêu của Chúa đối với chúng ta được. Đó là điều Kinh Thánh nói nha. Không quan trọng bạn cảm thấy như thế nào, nhưng đó là lời Chúa nói. Chúng ta hãy tin vào lời của Đức Chúa Trời. Vua David còn nói là gì? Nếu cha mẹ mà không tiếp nhận con thì ta sẽ tiếp nhận con. Nên rõ ràng Chúa yêu chúng ta hơn cha mẹ chúng ta rất nhiều. Nên Kinh Thánh nói là có người nào làm cha mẹ mà con mình xin bánh mà lại cho đá chăng, đúng không? Xin cá mà lại cho rắn chăng? Thậm chí chúng ta chấp nhận đói để cho con chúng ta. Và Chúa nói là gì? Huống chi cha trên trời của chúng ta, Ngài là cha hoàn hảo. Bởi con người chúng ta vẫn là con người xấu, con người chúng ta vẫn để tội lỗi làm hư hoại. Rồi con người chúng ta chỉ là tạo vật thôi. Chúng ta nhận một chút nào đó tình yêu của Đấng tạo hóa để nhờ đó chúng ta chăm con cái của mình. Huống chi Đức Chúa Trời là nguồn tình yêu thì tình yêu của Ngài lớn như thế nào. Amen anh chị em. Rồi Kinh Thánh còn nói tiếp nữa là Chúa yêu chúng ta. Nếu chúng ta xem Thi Thiên đoạn 8 ấy, khi mà David có lần ông nhìn lên sao trời, và đôi lúc chúng ta cũng nhìn lên đó. Tôi nhớ cái cảm giác như vậy khi mình nhìn lên điều đó. Mình thấy thực sự con người mình quá nhỏ bé, quá mỏng manh.
Anh em đúng là thực sự là đôi khi mình hơi kiêu ngạo một chút, nhưng mà thực ra con người mình mỏng manh lắm. Nhìn cuộc đời này, nhìn chiến tranh, nhìn những cái thảm họa trên đất này xảy ra, đúng là con người mình cực kỳ mỏng manh, con người mình nhỏ bé. Nhưng mà David khi mà ngắm tất cả điều đó, là khi ông nói là tôi nhìn lên các vì sao đúng không? Mà bởi một ngón tay Chúa mà tạo nên tất cả điều đó. Vậy mà ông nói là gì? Vậy con người là chi mà Chúa nhớ đến? Con người là gì mà Chúa thăm viếng nó? Ông thấy mình quá nhỏ bé như vậy mà tại sao Chúa lại thăm viếng mình? Tại sao Chúa lại nhớ đến mình? Và đúng là câu trả lời duy nhất đó là bởi vì Chúa quyết định yêu chúng ta. Bởi chúng ta là quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời trong tất cả tạo vật của Ngài. Và anh em ơi, chúng ta phải tin cái điều như vậy. Như vậy. Rồi Kinh Thánh còn nói là gì? Là thực sự đôi khi chúng ta thích cái gì, chúng ta yêu cái gì có giá trị lâu bền đó. Nhưng rõ ràng các tác giả trong Kinh Thánh nói là đời con người giống như là cỏ tươi vinh hiển, nó như hoa sáng nở tối tàn. Vậy mà Chúa vẫn yêu chúng ta. Đời của con người như cái bóng mà xế chiều rất là nhanh. Vậy mà Chúa vẫn coi trọng chúng ta. Rồi đặc biệt, chúng ta đang vào mùa Giáng sinh này đúng không? Chúng ta đang mùa Giáng sinh. Giáng sinh để kỷ niệm con trời đã giáng thế để cứu chuộc chúng ta. Thì lời sứ đồ Phao-lô có nói như thế này ấy. Trong Roma đoạn 5 từ câu 6 đến câu 8, chúng ta có thể xem đoạn Kinh Thánh này. Và đoạn Kinh Thánh này rất hay. Roma đoạn 5 từ câu 6 đến câu 8 có nói như thế này ấy. Là đăng khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ. Thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính, họa hoàn lắm mới có người dám chết thay cho người lương thiện. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Thế nên chị em ạ, đôi khi người ta nói là gì, họa hoàn lắm có người vẫn có thể chết vì người lương thiện, chết vì người công nghĩa nào đó. Nhưng mà Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, đó là Ngài ban con một của Ngài để chết thay cho chúng ta khi chúng ta còn là kẻ tội lỗi. Thực ra trong từ nguyên bản có ba cái từ mô tả cái ba cái điều khác nhau. Thứ nhất là trong từ nguyên bản nói là gì, mô tả chúng ta là con người xấu xa, có nghĩa là gì? Trước hết là chúng ta là con người có tội, có nghĩa là chúng ta phạm tội. Nhưng đôi khi có những con người phạm tội nhưng trong tâm người ta không thích tội đó, thì vẫn là người mà tử tế hơn bình thường khác. Nhưng ở đây nói là gì, Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là kẻ. Cái điều thứ hai nói là gì, Chúa yêu chúng ta khi chúng ta là kẻ xấu xa, có nghĩa là động cơ thích tất cả những tội đó. Không chỉ anh phạm tội bình thường mà trong lòng của anh xấu xa như vậy đó, trong lòng anh thích cái tội đó, trong lòng anh đồi bại như vậy mà Chúa vẫn yêu chúng ta. Rồi cái điều thứ ba nói là gì, chúng ta là những kẻ yếu ớt mỏng manh, không có năng lực gì cả. Anh chị em trong đời liệu có ai yêu những cái điều như vậy không? Người ta chỉ thích yêu người có khả năng năng lực thôi, người ta yêu một con người tử tế thôi, người ta yêu con người có động cơ mà tốt một chút. Nhưng mà rõ ràng chúng ta không có cái gì cả. Chúng ta làm cái đen, hoàn toàn là đen. Vậy mà Chúa đã yêu chúng ta, ban con một của Ngài để làm của tế lễ, để qua con đó chúng ta được sự sống. Nên hỡi quý vị anh chị em, đây là ý nghĩa thực sự của Giáng sinh nhé. Chúng ta có thể nói rất nhiều điều về Giáng sinh, những ý nghĩa thực sự của Giáng sinh đó là Đức Chúa Trời yêu chúng ta và Ngài đã ban con một của Ngài để con đó phải chết thay cho chúng ta, để nhờ con đó chúng ta được sống. Anh chị em biết không? Thực sự là mỗi một đứa nhỏ sinh ra, khi nhìn một đứa nhỏ sinh ra, bao giờ bố mẹ cũng rất kỳ vọng tương lai nó sáng láng, tương lai nó sẽ thế này thế kia. Chả có đứa nhỏ nào sinh ra mà định nó sẽ phải chết, có phải không anh chị em? Nhưng rõ ràng con của Đức Chúa Trời, hài nhi Giê-xu khi sinh ra để mà chết. Anh chị em, chúng ta là những người bố đúng không? Khi con chúng ta bị một cái gì đó, đôi khi con của bạn xảy ra cái tai nạn ở đó, con của bạn có điều gì xấu xảy ra với nó, đôi khi bạn cảm thấy giống như là gươm, giống như dao nó đâm vào tim của bạn. Anh chị em tưởng tượng con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời Cha như thế nào? Ngài còn đau đớn gấp bội phần, có phải không anh chị em? Chúng ta nó chỉ mới sinh ra mấy tuổi đời hoặc là mấy chục năm trời mà thôi, nhưng mà con Đức Chúa Trời đã ở cùng Cha cả cõi đời đời, cả cõi đời đời. Và anh chị em, tình yêu của Cha đối với con là tình yêu lớn nhất. Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời tạo nên muôn loài vạn vật là vì con của Ngài nhé. Anh chị em, Chúa tạo nên tất cả muôn loài vạn vật, đừng có nói là vì con người. Trong Cô-lô-se nói là vì con của Ngài.
Anh chị em biết rất nhiều những hành tinh mà con người chúng ta chưa bao giờ khám phá được. Chúng ta chưa bao giờ đến được. Người ta nói có những vì sao? Cách đây là gì? Cả triệu năm ánh sáng làm sao con người có đủ thời gian để mà đến được đó? Có phải không anh chị em? Nhưng tại sao Chúa tạo nên vô vàn như vậy để làm gì? Có những loài hoa mà con người chưa bao giờ ngắm được. Nhưng mà Chúa tạo nên là vì con của Ngài. Đó là món quà mà Đức Chúa Cha dành cho con của Ngài. Bởi Ngài yêu con Ngài thực sự là cái tình yêu mà chúng ta không thể hiểu nổi. Có lần mà thực ra khi tôi suy nghĩ về điều đó, tôi cảm nhận thậm chí là cả cái cõi vũ trụ này, cả cái bầu không gian xung quanh mình cũng cảm nhận được cái tình yêu của Cha dành cho con. Và anh chị em ngày nay ấy, cảm ơn Chúa vì Chúa yêu chúng ta bởi tình yêu mà Ngài yêu con Ngài. Ngài cũng bởi tình yêu đó mà Ngài yêu chúng ta ngày hôm nay. Nên hỡi quý vị anh chị em, chúng ta cứ suy nghĩ thêm điều này xem Đức Chúa Cha đã đau đớn như thế nào. Nên điều đó nói đến cái điều đúng là Ngài yêu chúng ta để mà thực sự mang con một của Ngài để cứu đời sống chúng ta đấy nhé. Và như Sứ Đồ Giăng, cái đoạn Kinh Thánh gốc chúng ta đọc ban đầu là thực ra không phải, anh chị em ạ, không phải là chúng ta yêu, chúng ta yêu Chúa trước, mà là Chúa yêu chúng ta trước. Chúa yêu chúng ta khi chúng ta còn là kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. Anh em, rất nhiều người quá khứ, tất cả chúng ta đều là con thạnh nộ thù nghịch Đức Chúa Trời. Thậm chí nhiều người còn phạm thượng ra bên ngoài nữa. Có những người không dám bằng lời nói nhưng bằng cách sống của mình coi như là phủ nhận Đức Chúa Trời, là những kẻ chống lại Đức Chúa Trời, là kẻ thù Đức Chúa Trời. Rồi như tôi đã nói đấy, Sứ đồ Phaolô nói chúng ta là tội lỗi, chúng ta là xấu xa, nhưng mà Chúa yêu chúng ta trước. Nên khi một con người mà tiếp nhận Chúa Giêsu, chắc chắn là cái cảm nhận đầu tiên đó là tình yêu. Sẽ cảm nhận được tình yêu của Chúa. Bởi vì Kinh Thánh nói là bởi Đức Thánh Linh mà Ngài đổ tình yêu của Đức Chúa Trời vào lòng chúng ta. Và nói thực sự là khi bạn càng đầy dẫy Đức Thánh Linh, bạn sẽ càng cảm nhận được cái tình yêu sâu xa đó. Và cũng nhờ cảm nhận tình yêu đó mà bắt đầu cảm hóa lòng chúng ta. Nên Sứ Đồ Giăng mới nói là chúng ta yêu bởi vì Chúa yêu chúng ta trước. Nên đúng là con người chúng ta cũng giống như mặt trăng với mặt trời thôi đó. Mặt trăng nhờ cái ánh sáng từ mặt trời mà cuối cùng nó phản chiếu lại. Và chắc chắn cái sự phản chiếu của lại của nó không thể bằng cái nguyên gốc mà mặt trời tỏa ra năng lượng được. Thì chúng ta ngày nay cũng như vậy. Khi chúng ta cảm nhận được tình yêu Đức Chúa Trời, cái điều đó sẽ khiến chúng ta yêu lại Đức Chúa Trời. Khiến chúng ta, bởi tình yêu đó chúng ta yêu những người khác. Anh em, nếu chúng ta xem trong Kinh Thánh ấy, chúng ta biết một con người tên là Phaolô. Chúng ta biết Phaolô đúng không anh chị em? Nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh thì chắc chắn là động chạm đến rất nhiều cuộc đời của Phaolô. Anh chị em ạ, Phaolô vốn là người mà thù ghét Chúa Giêsu. Ông là người đã từng bắt bớ giết hại những người theo Chúa. Thậm chí có thể nói là gì, Phaolô thù hận đạo Chúa đến tận xương tủy. Ông sốt sắng đi ra cả ngoại quốc để bắt bớ những người theo Chúa Giêsu. Và đáng ra một con người gọi là, thậm chí giống như người ngoài, người ta nói Phaolô, người ta nói là đồ ôn dịch cũng là đúng đấy, đúng không? Và anh em tưởng tượng, đáng là một con người như vậy, sao không một tiếng sét từ trời cho ông chết luôn đi? Chúa có thể tiêu diệt ông trong một cái tích tắc, có phải không anh chị em? Khi mà ông chạy đến thành Đa Mách để mà sốt sắng bắt bớ đạo Chúa, bình thường Chúa có thể hiện ra và cho ông một phát là tiêu đời luôn. Nhưng rõ ràng Chúa đã không giết ông, mà thực sự Chúa lại tha thứ cho ông, Chúa lại cứu ông, thậm chí Chúa còn ủy thác trong kêu gọi ông cho thế giới. Nên Phaolô đã cảm nhận được cái tình yêu sâu xa của Đức Chúa Trời. Mà tình yêu sau đó Phaolô viết trong thư Ê-phê-sô nói là tình yêu vượt quá sự hiểu biết của con người. Ông biết mình là tội nhân, thậm chí Phaolô còn nói là gì, tôi là người đứng đầu danh sách tội nhân, là kẻ mà thực sự phạm thượng, như kẻ thù ghét con người. Nhưng mà Chúa đã cứu ông, và chính là tình yêu đó đã cảm hóa lòng ông, để ông đã dâng cuộc đời để ông sống cho Chúa. Và có thể nói là gì, ông đã trung tín, đã theo Chúa chọn cuộc đời ông. Mặc dù cuộc đời Phaolô không hề dễ dàng một chút nào cả. Ông đi đâu cũng gặp sự chống đối, đi đâu cũng gặp bắt bớ, nghịch cảnh và rất nhiều điều khác nhau. Nhưng nhờ tình yêu đó mà ông không bao giờ ngoái đầu lại, ông không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta có thể xem thư Côrintô 2, Phaolô nói về cái tâm trạng của ông, cái điều này nhé. Có nhiều chỗ ông nói về điều này. Nhưng chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh này, Côrintô 2 đoạn 5 câu 14 câu 15 này. Côrintô 2 đoạn 5 câu 14 câu 15. Vì tình yêu của Đấng Christ cảm động chúng tôi.
Paulo nói là vì tình yêu của Chúa đấy mà ông cảm nhận, nó đã cảm động lòng của ông. Và nói thực sự với anh chị em, tình yêu là cái gì lớn nhất? Ngày nay chúng ta theo Chúa không phải là Chúa cầm búa để dọa chúng ta thôi, thiên lôi ở trên trời sẵn sàng theo. Anh chị em đừng bao giờ giảm tin lành kiểu như vậy. Không theo chết đấy nhá, không theo xuống hỏa ngục đấy nhá. Không, chúng ta theo Chúa ngày nay vì chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa. Những đoàn dân đông người ta theo Chúa Giêsu khi mà ngài trên đất này, người ta cũng cảm nhận được tình yêu. Nên vì tình yêu của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết vì mọi người thì mọi người đều đã chết. Paulo suy nghĩ một cách rất là đơn giản, là nếu Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta thì có nghĩa là tất cả chúng ta đều là người đáng chết rồi. Tất cả chúng ta đều là đáng chết, chúng ta đâu có cái gì đâu, bởi vì đều là đáng chết, đều là những kẻ chết rồi nhé. Và vì ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình. Nên Phaolô nói là gì? Đáng ra chúng ta đều là những kẻ đáng chết, chúng ta đều là những kẻ chết rồi, nhưng rõ ràng nhờ Chúa chết và Chúa sống lại cho chúng ta, để ngày nay chúng ta có sự sống. Thì Phaolô nói là chúng ta hãy dùng sự sống này để sống cho Đấng đã chết thay và sống lại cho mình. Đó là tư duy biết điều, tư duy không có gì là tư duy cao quá le. Nên nếu con người cảm nhận được Chúa chết thay cho mình, Chúa sống lại cho mình, tôi xin nói chúng ta cũng sẽ có một cái sự cảm nhận, chúng ta cũng có một cái suy tưởng, và thậm chí chúng ta có cái quyết định giống như sứ đồ Phaolô, để chúng ta có cái sự sống mới ngày nay. Con dâng sự sống này cho ngài, bởi vì thực ra chính cái sự sống này đâu phải của con đâu, tự con đâu có cái điều này đâu. Vốn là gì? Con đã mất rồi, con đã chết rồi, con đâu có đâu, con là kẻ đáng chết. Nhưng này con được sống cái sự sống ngày hôm nay, thì đúng là gì? Con dùng sự sống này để sống cho ngài, Đấng đã chết thay và sống lại cho con. Chính sứ đồ Phaolô cũng nói một đoạn khác, ông nói là gì? Là vì, hay là vì yêu Đấng Christ, vì tình yêu đối với Đấng Christ mà ông xưng mình là tôi tớ của anh em. Anh em khi Phaolô phục vụ những con người, anh em khi phục vụ những con người, người ta biết ơn thì có niềm vui đấy. Nhưng có đôi khi phục vụ những con người, người ta lại vô ơn, có những người lại chống trả nữa. Anh em biết ông làm xấu mà bị người ta mắng, người ta chống đối mình thì chuyện bình thường, đúng không chị em? Mình nói xấu người ta, bị người ta tương lại cho mình cái, vả vào mồm mình cái, cũng bực đấy, nhưng mà thôi cũng không có bằng. Nhưng bây giờ làm tốt cho người ta mà lại bị hại lại, có cay không anh chị em? Làm tốt mà bây giờ bị hại lại, nhiều khi rất cay cú. Và Phaolô gặp rất nhiều những cái chuyện trái ngang như vậy. Nhưng anh chị em, Phaolô không phải là người hèn kém, mà thôi đâu, người ta có trả tiền cho tôi để tôi làm nô lệ cho mọi người đâu, tôi chả có gì mắc nợ ai cả, tôi chả nợ ai cả, Paulo nói như vậy. Nhưng tại sao ông lại làm tôi tới cho mọi người? Chỉ mỗi điều đó thôi, vì ông mắc nợ Chúa, ông hầu Chúa ngày nay giống như ông trả nợ cho Chúa vậy, đúng không? Nên nói thật là chúng ta hầu Chúa ngày nay giống như chúng ta trả nợ Chúa vậy, trả nợ, và tất nhiên là trả cả đời này, cả cõi đời đời không bao giờ trả xong. Nên tại sao chúng ta hầu Chúa ngày nay? Anh em, vì chúng ta trả nợ Chúa. Nên nếu con người mà hiểu được chúng ta mắc cái món nợ với Chúa như thế nào, anh em chắc chắn cái điều đó thôi thúc chúng ta để chúng ta sống cho Chúa giống như là sứ đồ Phaolô vậy. Rồi chúng ta biết sứ đồ Phi-rơ cũng như vậy thôi. Anh em biết ông Phi-rơ, tất nhiên ông cảm nhận nhiều những khía cạnh khác nhau, cảm nhận được tình yêu của Chúa. Nhưng đặc biệt là khi Phi-rơ là người chối Chúa 3 lần, ông thề, ông rủa Chúa là không biết Chúa. Trong khi trước đó ông nói là gì? Là ai bỏ Chúa thì bỏ, nhưng con đồng tu đồng chết với Chúa. Đúng anh chị em? Chúng ta cũng cảm xúc khăng máu như Phi-rơ vậy. Từ khi gặp sức ép thì mới biết. Vậy mà thực sự là gì? Nhưng mà Chúa tha thứ cho ông. Ông cảm nhận được cái sự tha thứ đó. Ông thấy là gì? Chúa vẫn yêu ông. Và chính bởi cảm động tình yêu của Chúa đó mà Phi-rơ đã trở thành người chăn bầy. Nên anh em biết 3 lần khi Chúa sống lại, Chúa đã hỏi Phi-rơ là con yêu ta chăng? 3 lần con yêu ta chăng? Và ông trả lời là con yêu Chúa. Và Chúa nói hãy chăn chiên của ta. Phải không anh chị em? Rồi truyền thống người ta kể lại câu chuyện mà thậm chí là cuối đời của Phi-rơ khi ông tại thành Roma, và lúc đó cái sự bắt bớ đạo Chúa khủng khiếp. Và nhiều những người tin Chúa, nhiều con dân của Chúa ép ông phải rời khỏi Roma. Họ nói là gì? Cả ông là người lãnh đạo Hội Thánh, ông cần phải được bảo toàn để tiếp tục. Nghe rất hợp lý, có đúng không anh chị em?
Và khi ông đi ra thì tự nhiên là Phi-rơ lại nhìn thấy Chúa đang đi vào thành. Và Phi-rơ hỏi là: Chúa ơi, người ta đang giết những người theo Chúa, Chúa vào để làm gì? Chúa nói là: ta vào để chết thay cho dân sự ta một lần nữa. Và anh em, cái điều đó đã động đến Phi-rơ để khiến ông quay trở lại, ông nộp mình cho những bạo Chúa đó. Và khi người ta đóng đinh ông nói là: chị đừng đóng đinh tôi giống Chúa, tôi không xứng đáng được chết giống như Chúa. Nên người ta đã đóng đinh ông chồng đầu xuống đất đó. Và nếu chúng ta xem tất cả các đời sống các sứ đồ, họ đều là những người tử đạo hết. Có những người bị tên bắn, có những người thì bị ngựa nó chẳng hai chân nó xé người ra. Chỉ có duy nhất sứ đồ Giăng là chết già thôi. Bởi vì Chúa cho ông sống để ông viết sách Khải Huyền đó. Thì ông đã từng là bị uống thuốc độc mà không chết. Ông đã bị đầy đọa ra đảo Patmo. Và để kết cục cho chúng ta ngày hôm nay. Nhưng anh em biết tại sao tất cả các sứ đồ mà họ có thể chấp nhận được cái đó không? Thậm chí họ được chịu khổ vì danh Chúa. Thậm chí họ còn coi là vinh hạnh nhé. Đôi khi chúng ta khổ một chút, chúng ta kêu ca, chúng ta oán trách. Nhưng họ lại nói gì? Họ thấy Chúa xét họ là xứng đáng. Họ được chịu khổ vì danh Chúa. Và chịu khổ của họ không phải là mất tí tiền, không phải là một chút khó khăn, mà chịu khổ của họ thậm chí mất mạng đấy nhé. Nên những con người đó, họ phải cảm nhận tình yêu rất sâu xa của Chúa mới có thể sống được như vậy. Có phải không anh chị em? Rồi chúng ta biết là có những người nữ theo Chúa Giê-xu. Một người phụ nữ đó là Mary Magdalene. Rồi có những người phụ nữ khác. Thậm chí khi các môn đồ mà Chúa bị đóng đinh, họ bỏ chạy. Nhưng những người nữ đó luôn luôn ở bên cạnh Chúa. Thậm chí là lúc mà buổi sáng tờ mờ sáng cái ngày Chúa phục sinh ấy, họ đã ra mộ để sức sống. Bây giờ đối với họ lúc đó họ chưa có niềm tin được Chúa sống lại đâu. Nhưng thực sự cái lòng họ rất yêu Chúa. Nên họ không sợ bất cứ điều gì, không bao giờ từ bỏ Chúa nha. Thế cho những con người đó cũng bởi vì họ cảm nhận được tình yêu sâu xa của Chúa. Nên họ có thể sống được Chúa như vậy được. Có phải không anh chị em? Rồi một Mary khác ở Bethany ấy, đó là em của Ma-thê và em của Lazaro đấy. Cũng là một cô gái mà cảm nhận được tình yêu sâu xa của Chúa. Cô gái đó không chỉ cảm nhận, không chỉ biết ơn Chúa, cảm nhận được tình yêu của Chúa khi Chúa cứu anh của cô ấy. Anh chị em, đối với người Do Thái ở đây, gia đình của Mary, Ma-thê và Lazaro đó, không hề nhắc đến bố mẹ của họ, chắc là bố mẹ họ chết rồi. Và lúc này Lazaro khác gì người bố đâu. Nhưng mà khi Lazaro chết, và chính Chúa đã làm Lazaro sống lại. Rồi Mary còn xuyên ngồi dưới chân Chúa. Nên cô còn biết về Chúa Giê-xu hơn nhiều cái chuyện những cái phép lạ trước mắt như vậy. Cô còn biết Chúa đúng là đấng Mê-sia, Ngài sẽ chết. Nên chính vì vậy mà chúng ta thấy cô gái này đã đập cái bình dầu thơm đó, bình mà tinh dầu quý giá. Kinh Thánh nói là đáng giá khoảng 300 denier, là khoảng 300 ngày công. Và đó thông thường là của hồi môn của các cô gái để khi lấy chồng có cái gì đó mang theo. Nhưng sẵn sàng đập để sức dẫn chân cho Chúa Giê-xu. Không chỉ là cô gái này sức bình thường đâu, mà Chúa nói là người sức xác chôn ta. Nên có nghĩa là Mary ở Bethany này sẽ biết là Chúa sẽ chết nữa. Nên cô đã làm điều đó. Nên hỡi quý vị anh chị em, khi con người mà cảm nhận được tình yêu của Chúa, khi con người chắc chắn sẽ yêu Chúa. Mà khi yêu Chúa thực sự hết lòng, thì trong tình yêu thì không có gì gọi là tiếc cả. Có phải không anh chị em? Tôi biết nhiều bạn trai đây á, khi yêu cô nào đó là bất chấp, chó không sợ nữa rồi. Đến làng, thậm chí vị thanh niên làng nó quẳng xuống sông, xuống hồ, ướt lướt khướt vẫn ok hết. Nhảy qua hàng rào đủ các kiểu. Nên đúng là tình yêu á, thì không sợ gì nữa, tình yêu không tiếc gì cả. Nên tình yêu thực sự nó sẽ không tính toán đâu. Anh em rất tiếc các sứ đồ của Chúa theo Chúa Giê-xu, nhưng mà không cảm nhận được tình yêu bằng cái cô gái mà thỉnh thoảng Chúa mới ghé qua nhà cô đó. Nên các sứ đồ họ nổi giận, họ nói là tại sao lại phí phạm như vậy, sao không dùng cho người nghèo. Nói rất là chính đáng, rất chí lý, nhưng mà động cơ lại không phải như vậy. Chúa nói là luôn luôn có, nhưng ta không phải lúc nào các con cũng có đâu. Và đừng có cản người, người làm điều này để sức xác chôn ta đấy. Và bất cứ nơi đâu mà tin lành được giao giảng sẽ nói về tấm gương người. Nên cái tấm gương của Mary ở Bethany này nó ảnh hưởng đến rất nhiều những thế hệ
là mệt xong. Nên anh chị em ơi, khi con người mà cảm nhận được tình yêu của Chúa, người đó sẽ yêu Chúa và sẽ không tiếc gì với Chúa đâu. Như tôi đã nói đấy, là tình yêu sẽ không tính toán. Các môn đồ nói đó là phí phạm, nhưng mà thực ra cái đó không phải là phí phạm. Tình yêu sẽ không coi là phí phạm. Nên nếu chúng ta để ý bên ngoài ấy, thậm chí ngay cả có những con cái Chúa, chúng ta có thể mất rất nhiều cho con cái chúng ta, mất rất nhiều cho người thân chúng ta, vì chúng ta mà yêu họ. Nên thực sự là có mất, có chịu khổ, điều gì chúng ta cũng chấp nhận được. Nhưng mà nếu mà còn tính toán với Chúa, có nghĩa là gì? Chúng ta chưa nếm trải được tình yêu sâu xa của Chúa, để chúng ta chưa yêu Chúa như vậy. Anh chị biết không, vua David á, trong Cựu Ước á, khi mà ông kêu gọi dâng của để làm đền thờ, mà anh chị em ạ, đền thờ mà David quyên góp tiền để xây dựng, David không được hưởng. Anh em đôi khi bảo xây một cái nhà nào đó, xây một cái công trình nào đó mà mình lại được hưởng cái đó thì ok, cũng là một lẽ, đúng không? Nhưng David biết là mình không được hưởng, bởi rõ ràng Chúa nói là gì? Con không được xây, bởi tay con đã dính máu nhiều quá. Salomon, con trai của con, sẽ xây đền thờ. Vậy mà đúng là vì yêu Đức Chúa Trời mà David đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chính ông dâng và dân sự ông dâng để xây cái đền thờ đó. Tôi có thể đọc một vài câu Kinh Thánh trong Sử Ký 1, đoạn 29 từ câu 3 đến câu 5, từ câu 10 đến câu 15, để chúng ta xem David dâng như thế nào nhé. Và tại sao ông dâng? Sử Ký 1 đoạn 29 này, từ câu 3 đến câu 5. Vì lòng ta yêu mến đền thờ của Đức Chúa Trời, nên ngoài những gì đã chuẩn bị cho đền thánh, ta cũng dâng cho đền thờ Đức Chúa Trời các đồ bằng vàng, bằng bạc thuộc riêng về ta. David không chỉ là huy động như một vị vua trong vương quốc để huy động, chuẩn bị, lấy ngân khố quốc gia để chuẩn bị xây cái đền thờ đó. Và ông còn nói gì? Có những điều đồ riêng thuộc về ta. Thế này là của riêng ta, không thuộc về ngân khố quốc gia, không thuộc về đất nước này, mà của riêng ta. Ta chuẩn bị. Và chị em xem David chuẩn bị cái gì, ông dâng cái gì của ông nhé. Tức là 90 tấn vàng Ophia. Anh em nào mà các mấy doanh nhân đây tính hộ cái 90 tấn vàng Ophia bao nhiêu tiền? Và 210 tấn bạc tinh luyện để dùng bọc các vách đền thờ. Vàng để làm những vật bằng vàng, bạc để làm những vật bằng bạc, và để thợ thủ công làm các việc khác. Vậy ngày nay ai là người sẵn sàng dâng hiến rộng rãi cho Đức Chúa Trời vàng? Anh chị em, nếu số tiền David dâng ở đây á, tôi nghĩ là nhiều tỷ đô la, nhưng mà là chuyện bình thường. Nhưng mà khi mà dâng như vậy á, David không hề khoe khoang. Và thực sự khi con người yêu á, người ta coi cái đó là nhỏ, cái đó không đáng gì cả. Nên vì vậy David không hề khoe khoang là đấy, ta dâng nhiều như vậy. Mà câu 10 chúng ta xem David, ông cầu nguyện như thế nào nhé. Từ câu 10 đến câu 15 này. Trước mặt toàn thể hội chúng, David chúc tụng Đức Giê-va rằng: Lạy Giê-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con là Israel, đáng chúc tụng Ngài cho đến đời đời vô cùng. Lạy Đức Giê-va, lạy Đức Giê-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang và oai nghi đáng quy về Ngài, vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-va ơi, vương quốc thuộc về Ngài, Ngài được tôn làm chúa tể của muôn vật. Cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người. Bây giờ Đức Chúa Trời chúng con ơi, chúng con cảm tạ Chúa và ca ngợi danh vinh quang của Ngài. Nhưng con là ai và dân tộc con là gì mà chúng con có sức dâng hiến như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến, và những vật chúng con đã dâng lên Chúa chẳng qua là đã thuộc về Ngài. Vì trước mắt Chúa chúng con vốn là khách lạ và kẻ tạm cư như các tổ phụ chúng con. Các ngày chúng con trên đất khác nào cái bóng thoáng qua, không chút hy vọng. Nên David nói là gì? Ông cảm ơn Đức Chúa Trời vì được dâng như vậy, cảm ơn Đức Chúa Trời vì được hầu việc Ngài như vậy. Và ông không khoe khoang, ông nói là thực sự cái đó cũng đâu phải của chúng con đâu. Giống như Phaolô nói là cái đời sống chúng ta có ngày nay cũng đâu phải của chúng ta. Chúng ta đã chết rồi mà, chúng ta đã bỏ đi rồi mà. Nên ngày nay lấy cái sự sống này dâng cho Chúa chả có gì là để mà khoe khoang cái điều đó cả. Nên David nói những gì con dâng đây thực ra cũng thuộc về Chúa. Chứ đời chúng con chỉ như cái bóng mong qua, muốn ở lâu mà không ở lâu được.
Nên đấy, chúng ta nhìn thấy tấm lòng của David, một con người mà dâng trong tình yêu, nó sẽ là như vậy đấy. Anh chị em, khi tôi theo Chúa, tất nhiên là tôi cũng yêu Chúa, tất nhiên là chắc chắn là không thể bằng David như thế này được. Nhưng tôi nói chuyện ngoài lề một chút, khi người ta nói với tôi về dâng 1/10, tôi nói thật là tôi chả có chút gì lăn tăn cả. Bởi tôi nghĩ là gì, Chúa yêu mình như vậy thì một tí tiền nó là cái gì đâu. Tôi nói thực sự là tâm trạng tôi suy nghĩ như vậy, nên tôi chả bao giờ thắc mắc. Rồi thời cứu ước, thời tân ước, tại sao thế này rồi, thế nọ, thế kia, tiền nó đi đâu rồi, kiểu này kiểu kia. Tôi không một chút lăn tăn điều đó. Nhưng sau đó Chúa lại dạy tôi về 1/10 là như thế nào. Thực sự đó là cái điều gì? Chúa nói giống như ta làm ăn với con, thực ra ta ban phước cho con. Nên ngay cả những gì chúng ta có được ngày nay ấy, cũng là bởi Chúa ban cho. Anh em, chúng ta sinh ra trần truồng, chúng ta trở về cũng là tay không. Chả có người nào sinh ra mà ngậm hột kim cương trong miệng nữa, hay ngậm thỏi vàng trong miệng cả. Chúng ta sinh ra có cái gì đâu. Chúng ta vốn là trắng tay, và lúc từ giá cõi đời này cũng là tay trắng. Thế đúng là đời chúng ta giống như cái bóng, chỉ là kẻ tạm cư trên đất này, có mang được cái gì theo đâu. Mà giống như một kẻ đi ở trọ đúng không? Đi ở, ví dụ chẳng hạn tôi đi đâu đó, thuê một khách sạn ở đó, thì cái khách sạn đó không phải tôi xây, đồ vật trong đó là người ta làm hết. Tôi chỉ đơn giản tôi đến và tôi hưởng những điều đó thôi. Và tôi đi tôi không được thủ cái gì đi theo. Thủ là nguy hiểm đó. Thì chúng ta trên đất này như vậy, chúng ta có được gì ngày hôm nay không phải là của bạn. Nhưng đôi khi chúng ta nghĩ là của chúng ta, của chúng ta. Nó thành như vậy đấy. Nhưng nói thực sự, nếu con người yêu Chúa sẽ hiểu được cái điều này. Và đối với người đó, cái sự mà dâng hiến chả có cái gì cả. Nên giống như Maria, vì yêu Chúa có thể đập cả bình dầu để sức cho chân Chúa. Rồi trong Kinh Thánh có câu chuyện một người phụ nữ khác đó. Đó là một người phụ nữ có tội đó, cũng đã sức dầu, đổ dầu và lấy nước mắt để lau chân Chúa. Và anh chị em, nhiều người xung quanh bắt đầu phán xét. Và Chúa nói như thế này ấy, là vì thế ta bảo ngươi, tội lỗi người đàn bà này nhiều lắm nhưng đã được tha hết, nên chị ấy yêu mến nhiều. Còn người được tha ít thì yêu mến ít. Thực sự là gì? Tha nhiều sẽ yêu nhiều. Nhưng nói thực sự là ai chúng ta cũng có nhiều tội lắm. Đôi khi chúng ta không hiểu được chúng ta là ai thôi. Đôi khi chúng ta nghĩ là mình còn tốt chán hơn khối người khác. Nhưng bởi vì Chúa soi chúng ta mới biết mình thực sự là ai. Anh em, khi tôi theo Chúa một thời gian đó, tôi nhìn nghe một số người làm chứng, đôi khi mình còn hơi ghen với họ. Đòi Chúa ấy, tại sao không quá khứ của con không thật đen như thế kia, thật là tệ thế kia, để bây giờ được cảm nhận được Chúa tha nhiều và yêu Chúa nhiều. Tại sao mấy người kia lại thế, được phước thế? Nhưng mà sau đó, thực ra tôi đọc thư Roma cả ba đoạn đầu, có lần Chúa dùng cái lời đó này nói với tôi nhìn thấy tôi trong đó. Tôi nhìn thấy tôi trong trang sách đó. Tôi thấy mình xấu xa từ động cơ, từ ý tưởng. Thậm chí mình thấy mình còn xấu xa hơn những thằng bạn mình. Giống như Lâm đây chẳng hạn. Tôi bảo mấy cái thằng này ấy, nó xấu thì nó làm luôn. Nó xấu thể hiện luôn, nó còn thành thật. Mình cũng xấu chả khác gì nó cả. Nhưng mình là có diện đó, cố gắng bày tỏ ra bên ngoài, đạo mạo. Nhưng mình tệ hơn rất nhiều. Và lúc đó tôi cảm giác cái lời mà sứ đồ Phao-lô nói là trong những kẻ có tội, tôi đứng đầu danh sách. Tôi cảm thấy mình cũng là thực sự đứng đầu danh sách. Và anh chị em ơi, chính vì cảm nhận được cái tình yêu như vậy mà tôi đã dâng cuộc đời tôi cho Chúa. Nên thậm chí là gì, nó hơi cuồng tín một chút, hơi quá khích một chút. Nhưng nói thật là khi tôi tin Chúa, tôi thấy tình yêu của Chúa, tôi nói với Chúa là thôi Chúa ấy, tốt nhất con không lấy vợ. Sống vậy để học của Chúa tốt hơn. Anh chị em ơi, thực ra Chúa nhìn động cơ. Đôi khi không hẳn hoàn toàn là chuẩn đâu. Nhưng mà lòng tôi suy nghĩ như vậy. Tất nhiên trong đó có mấy cái điều. Một cái điều là nhát gái, một điều sợ trách nhiệm. Nhưng một phần trong đó là có cái phần yêu Chúa trong đó. Nhưng rõ ràng là bây giờ cái này tôi có vợ thì anh em biết rồi đúng không? Và cũng nhờ cái tình yêu đó mà thực sự là tôi đã dâng cuộc đời tôi cho Chúa. Để tôi sẵn sàng không đi theo sự nghiệp của mình, đi không theo nghề nghiệp của mình, mà đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Và nói thực sự là ngày nay ấy, tôi theo Chúa được 30 năm rồi. Đúng năm nay là 30 năm. 28 năm đã dâng mình để đi theo tiếng gọi của Chúa, phục vụ Chúa. Và không một lúc nào tôi ngoái cổ lại. Không một lúc nào là tôi bỏ cuộc giữa chừng. Bởi tôi cảm nhận được cái tình yêu đó. Nên anh chị em ơi, tôi xin nói là cái tình yêu chúng ta cảm nhận dựa trên cái đức tin và những gì Chúa làm, trên lời Chúa làm. Còn tôi biết có những người bảo yêu Chúa lắm nhưng mà cảm xúc.
Nếu mà đời sống bạn dựa vào cảm xúc mà không dựa vào lời Chúa, hôm nay thì bùng bùng nhưng mai thấy tận đâu đâu rồi không biết ở đâu mà lần. Nhưng anh chị em ấy, đức tin ấy, trong cái từ nguyên bản, đức tin với từ trung tín với sự trung thủy nó là một. Một con người sống bởi đức tin và lời Chúa, con người đó sẽ trung tín với Chúa, con người đó sẽ trung thành với Chúa, con người đó sẽ trung thủy với Chúa. Còn không quan trọng cảm xúc như thế nào đâu. Tất nhiên là khi chúng ta sống bởi đức tin, chúng ta cũng cảm xúc nhiều lắm, nhưng mà rõ ràng có những cái đặt cao hơn cảm xúc của chúng ta. Và hỡi anh chị em, nên khi mà tôi theo Chúa đấy, anh chị em ạ, thực ra tôi nhớ là lúc tôi mới về nhà cũng bị gia đình bắt bớ lắm. Mà một lần, một cái lúc chúng tôi bị bắt bớ nhiều hơn lại là do một cái cậu bạn của tôi. Nó tin Chúa về, nó cũng thăm nhà tôi, nhưng nó vẫn thuốc bình thường, rượu chè bình thường, tán gái bình thường. Nó có vẻ rất là hợp mốt đời đó. Và ông anh tôi rất bực, nhưng mà sao mày không tin Chúa giống tầm kia đi. Nó cũng là có tin đấy, nó cũng là cũng theo Chúa như mày đấy, nhưng mày thì lại sống hơi cuồng quá. Mày lại coi Chúa là sự sống của mày nữa. Và thực ra tôi không thể làm gì khác hơn. Nếu Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng lên cả cõi vũ trụ này, tạo dựng lên chính tôi, chính Ngài đã cứu chuộc mạng sống tôi, thì tôi còn sống cho ai nữa? Tôi sống cho Ngài, đó là cái điều mà cao cả nhất, lý tưởng nhất rồi. Còn cái gì quý hơn điều đó? Có phải không anh chị em? Mà nói thật là khi sống cho Chúa như vậy nhé, anh chị em, đời sống chúng ta thực sự là nó không phí phạm đâu. Có những người nói là chỉ theo Chúa phí cả đời. Học bao nhiêu năm bố mẹ nuôi, bao nhiêu năm ăn học, bây giờ phí cả đời. Anh chị em, tôi nghe có những người nói như vậy. Rồi chắc chắn anh em theo Chúa ngày nay có những người nói như vậy, là phí này phí kia. Nhưng nói thật là sống cho Chúa không phí đâu. Không phí đâu. Anh em, giống như có một cái cô gái người Scotland ấy, khi cô đăng quang hoa hậu, cô lại dâng mình để làm giáo sĩ đến một đất nước châu Phi khổ sở. Và rất mọi người đều nói là tương lai sáng lạng như vậy mà bây giờ tôi phí đời. Nhưng chắc gì đã phí. Nếu cô đó không dâng mình cho Chúa mà cô dấn thân vào giới showbiz đó, thậm chí trở thành người hư hoại ngày nay. Anh em, có một cái ca sĩ rất hát rất giỏi đúng không? Đó là Whitney Houston ấy. Cô cái giọng mà thực sự là khủng đấy nha. Cô đó vốn xuất thân từ nhà thờ, là người hát, một người mà trong ban thờ phượng trong hội thánh. Nên đến lúc quá giỏi và người ta nói là tại sao cái ơn này mà không ra ngoài thế gian mà phục vụ, ở đây nó phí. Tôi nói thực sự anh chị em ạ, chúng ta hát dù có một người hay bao nhiêu người cái đó không quan trọng lắm đâu. Nếu chúng ta xác định chúng ta hát cho Chúa thì anh chị em dù dưới khán giả như thế nào không quan trọng đâu, bạn hát trước hết cho Chúa. Tôi nói thật, tôi phải tâm niệm là mình giảng đạo, mình hầu phục Chúa trước hết là vì Chúa. Quan trọng Chúa có đẹp lòng hay không. Chứ đừng nhìn thấy ôi đám đông thì mình giảng, nhóm này bé tẹo thôi dẹp dẹp đi. Không, nếu mình làm như vậy thì mình không phải là vì Chúa. Cái động cơ lòng mình nó khác. Và anh chị em, cái cô kia, kết cục anh em biết cuộc đời cô như thế nào không? Một lần người ta đã phát hiện cô chết trong bồn tắm vì sốc ma túy. Nên cái gì là phí, cái gì là không phí đấy. Anh chị em ạ, trên đất này đôi khi có những người tưởng dâng cho Chúa là phí, nhưng thực sự trong cõi đời đời không bao giờ phí phạm đâu. Thậm chí có những người mà ngay trên đất này cuối đời người ta thấy không phí phạm. Nhưng một câu chuyện tôi kể đó, anh em nhà David Livingstone đều học rất giỏi tại Anh Quốc. Ông anh đi theo nghề y để gây dựng sự nghiệp cho mình. Nhưng ông em thì bởi sự kêu gọi của Chúa đã dâng mình sang châu Phi để truyền giáo. Và chắc chắn rất nhiều người nói là phí đời. Học hành như vậy phí đời. Nhưng tôi không chỉ nói trong cõi đời đời. Ngày nay cả châu Phi được phấn hưng. Nhưng mà ngay cuối đời trên đất của ông đã khác rồi. Anh em, khi ông chết, người ta tranh giành nhau cái xác của ông. Nước Anh thì nói là gì? Này là công dân Anh Quốc, chúng tôi phải mang xác về. Người châu Phi thì không thể tranh giành được thì thôi lấy luôn con tim của ông để chôn ở châu Phi, còn cho mang xác về. Thế đấy quý vị anh chị em, thực sự là nếu vì yêu mà dâng mình, dâng cho Chúa không bao giờ phí phạm đâu. Tôi cứ nhớ đến chàng trai trẻ đó, chàng trai trẻ trong Kinh Thánh có nói về một người trai trẻ giàu có. Một tin lành khác lại nói là viên quan đấy đó. Anh chị em, là con người đức độ, bởi vì khi Chúa nói là điều gian này điều gian kia, người đó nói làm hết, từ nhỏ làm hết. Nên anh chị em, một con người đức độ, một con người trẻ tuổi, một con người giàu, một con người có quyền, còn ai mơ ước hơn? Có phải không anh chị em? Nhưng con người đó nó khước từ tiếng gọi của Chúa.
mà tiếng gọi mà vác thập tự giá theo ta, bỏ mọi sự vác thập tự giá theo ta. Thông thường đó là lời kêu gọi cho các sứ đồ nhé. Nên nếu người đó theo Chúa thì chắc sẽ là follow đấy. Chắc là như vậy. Nhưng rất tiếc người đó đã quay đầu bỏ đi. Tôi không biết đời anh ta như thế nào, bản Kinh Thánh không nói nữa. Cũng có thể anh ta sẽ có một gia đình tốt, được mọi người xung quanh tôn trọng, nhưng cuộc đời đó cũng phí phạm, chỉ mấy chục năm cũng là xong rồi, chả còn cái gì cả. Nên nếu bởi tình yêu dâng Chúa, không có gì là phí phạm cả. Nên ngày hôm nay tôi muốn nói điều này, để nói một điều. Anh chị biết không, Giáng sinh ấy, có thể nói giống như là sinh nhật của Chúa đi, nói nôm na như vậy, có đúng không anh chị em? Thông thường khi chúng ta đến dự sinh nhật, chúng ta nghĩ đến điều gì ạ? Thông thường đa số thì nghĩ đến đánh chén đó. Nhưng mà thực ra nếu đúng thực sự là chúng ta nghĩ chúng ta mang một quà cho chủ nhân, có đúng không anh chị em? Nghĩ có cái quà nào đó, ít nhất lời chúc nào đó, lời cầu nguyện nào đó, hoặc món quà nhỏ nhỏ nào đó. Thì anh em Giáng sinh này rất tiếc nhiều đất nước châu Âu ngày nay, người ta nghĩ là kỳ nghỉ để người ta ăn chơi xả láng. Người ta đâu có nghĩ đến Chúa đâu. Nhưng mà thực sự Giáng sinh, chúng ta nghĩ, chúng ta cần phải suy nghĩ đúng là gì? Chúng ta sẽ dâng cho Chúa cái gì đây? Anh em hãy nhớ đến mấy cái người thông thái, những nhà thông thái ở phương Đông đó, ở những đất nước như Iran rất xa tít tắp như vậy, mà chỉ bởi một cái vì sao mà đã cất công đi tìm, bộ hành thậm chí rất nhiều ngày trời để đi vất vả đó. Họ tìm Chúa để làm gì? Để dâng cho Ngài vàng, mộc dược, nhũ hương. Nên đấy mới là điều đúng, suy nghĩ đúng về Giáng sinh nhé. Người ta lặn lội tìm Chúa để dâng cái gì cho vị vua này, dâng cái gì cho đấng Giáng sinh này. Chúng ta có nghĩ đến điều đó không? Đôi khi nhiều con người chỉ nghĩ đến làm sao thôi mình nhận được quà hay tặng quà cho người khác. Có ai nghĩ đến đấng Giáng sinh không? Có ai nghĩ đến cái đấng mà là chủ nhân của Giáng sinh hay không? Nhưng nếu chúng ta là người mà biết điều, có thể nói nôm na như vậy, chúng ta sẽ nghĩ đến cái điều đó để làm cái gì đó, dâng cái điều gì đó cho Ngài. Mà như tôi đã nói đấy, là nếu yêu Chúa thì không tiếc gì đâu, không tiếc cái điều quý giá, thậm chí chính cả đời sống chúng ta nữa. Và anh chị em ạ, tôi xin nói là khi chúng ta dâng cho Chúa từ lòng thành chúng ta, Chúa không chê đâu. Người đàn bà dâng 2 đồng tiền xu nhỏ thôi mà Chúa không chê, có đúng anh chị em? Quan trọng là cái lòng của chúng ta, có cái đó có giá trị đối với chúng ta không. David nói là tôi không muốn dâng cho Đức Giê-hô-va cái gì mà không giá trị đối với tôi. Nên Chúa không chê nếu tấm lòng chúng ta đúng đắn. Rồi Chúa không chê cuộc đời chúng ta đâu. Anh em tôi nói thật, không phải là cố tỏ ra khiêm nhường. Tôi nói thật là gì? Quá khứ tôi chả là ai cả. Tôi không biết ăn nói thì ngọng líu ngọng lô. Bây giờ anh em vẫn để ý thấy một số cái ngọng đó. Nhưng tôi bảo đấy là thương hiệu của tôi ngày nay đấy. Ông mục sư nào nói hay hết, nhưng người ta nhớ đến tôi là ông mục sư nói ngọng. Người ta không quên được tôi. Tôi không bao giờ tưởng tượng đứng trước một đám đông, một vài người để nói điều gì đó. Tôi chả thấy mình có gì nổi trội cả. Mấy thằng bạn của tôi nó lấy hết cái ơn của tôi rồi. Nó lấn lướt điều này điều kia. Nên tôi bị lép vế hoàn toàn. Nhưng rõ ràng Chúa không khinh tôi. Chúa không chê tôi. Chúa tiếp nhận tôi. Chúa dùng cuộc đời tôi. Và tôi muốn nói với anh em ngày nay như vậy. Chúa không chê anh chị em đâu. Dù chúng ta già rồi hay là chúng ta còn quá trẻ, Chúa không chê chúng ta. Dù chúng ta được học hành hay không có cơ hội được học hành, Chúa không chê chúng ta đâu. Nên giờ phút này chúng ta đứng dậy nha, chúng ta đến cầu nguyện với Chúa giờ phút này. Anh chị em chúng ta nghĩ đến Chúa là trung tâm của Giáng sinh. Chúa là nhân vật chính của Giáng sinh này. Chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì Ngài chính là món quà của tình yêu, món quà lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Chúng ta nghĩ đến sự đau đớn mà Ngài phải chịu để nhờ đó chúng ta được sự sống. Và chúng ta hãy mở lòng cho tình yêu của Chúa để cầu xin Thánh Linh của Chúa cảm hóa lòng chúng ta, để chúng ta suy nghĩ đúng đắn trong chuyện này. Chúng ta cởi mở để Thánh Linh có thể cảm động chúng ta, để chúng ta có thể dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa. Ngày hôm nay có thể sau buổi nhóm, cuối buổi nhóm, chúng ta sẽ cầu nguyện điều đó. Nếu thực sự chúng ta muốn sống cho Chúa, nếu chúng ta muốn dâng cuộc đời chúng ta cho Chúa, anh chị em chúng ta sẽ cầu nguyện. Nhưng giờ phút này mỗi một người hãy để Chúa nói riêng với lòng chúng ta. Hallelujah.
Chúa ơi, chúng con đến trước ngôi Ngài. Chúa ơi, không bởi sự bày tỏ của Ngài, chúng con không thể hiểu được tình yêu của Ngài. Bởi lời của Ngài có nói, tình yêu đó vượt quá sự hiểu biết của con người, chúng con không thể tự hiểu được. Xin Chúa bày tỏ cho chúng con. Xin Thánh Linh của Chúa đổ tình yêu của Đức Chúa Trời vào lòng chúng con, cho chúng con nhìn lên thập tự giá của Chúa Giêsu, nơi con trời đã giáng sinh trong chuồng chiên mán cỏ, đã chịu tất cả sự gian khó của đời người và đã tình nguyện bước lên thập tự giá chết thay cho chúng con. Tất cả tội lỗi chúng con, tất cả nhục nhã của chúng con, tất cả mọi sự rủa sả của chúng con được chất trên Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã sống lại để ban cho con sự sống, để ngày nay chúng con được làm con của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, để cho con được sự sống mới. Chúa ơi, cho con cầu xin Ngài, cầu xin Chúa giúp chúng con, để chúng con cảm nhận được tình yêu, để bởi tình yêu đó cũng cảm động lòng chúng con, để cho con sống cho Ngài, để cho con có thể hiến thân chúng con cho Ngài, để cho con dám dâng những điều quý giá của chúng con cho Chúa của chúng con. Cho con cảm ơn Giêsu. Cho con cảm ơn Giêsu. Alleluia. Chắc chúng ta sẽ làm tiệc thánh luôn nha. Sự kêu gọi tin Chúa có thể phần cuối. Chúng ta có thể làm tiệc thánh luôn giờ phút này. Hallelujah. Hallelujah. Chắc tôi sẽ làm tiệc thánh luôn giờ phút này. Anh chị em, mỗi lần chúng ta làm tiệc thánh này là chúng ta nhớ đến sự chết của Chúa vì chúng ta. Chúng ta hãy nhớ đến Chúa Giêsu con trời đã giáng thế trở thành con người. Ngài đã chịu tất cả những thử thách cám dỗ, nhưng Ngài đã sống một đời sống vô tội, và Ngài đã tình nguyện bước lên thập tự giá để chết thay cho tội của chúng ta. Và mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh này để chúng ta nhớ đến sự hy sinh của Chúa. Mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh này để chúng ta được giao thông với thân và huyết của Chúa, để tất cả những phước lành trên thập tự giá của Chúa sẽ đến với cuộc đời chúng ta, để mối quan hệ của chúng ta với Chúa được sống động lại, để giao ước được sống động, để chúng ta có thể nếm trải sức mạnh để chiến thắng trên tội lỗi, để chúng ta nếm trải sự chữa lành của Chúa, nếm trải những phước hạnh của Chúa phá đi tất cả mọi sự rủa sả trong cuộc đời chúng ta. Nên vì vậy tiệc thánh cũng là cái điều cực kỳ quan trọng. Nên nếu chúng ta dự tiệc thánh mà không đúng, với thái độ không đúng, thậm chí chúng ta sẽ bị phạt vì điều này. Bởi nếu chúng ta coi thường sự chết của Chúa Giêsu thì không cái điều gì có thể cứu nổi chúng ta. Nên chính vì vậy trước khi dự tiệc thánh này, chúng ta cũng hãy ăn năn tội lỗi của chúng ta. Nếu trong thời gian qua chúng ta không sống cho Chúa, nếu chúng ta sống cho bản thân, nếu chúng ta sống đeo đuổi tội lỗi, nếu chúng ta sống theo thế gian này, nếu lòng chúng ta có điều gì đó không đúng với hội thánh, với anh em của chúng ta, thì giờ phút này chúng ta cần phải ăn năn trước khi chúng ta dự tiệc thánh này. Chúng ta sẽ dự tiệc thánh hôm nay theo cái điều hoàn toàn tự nhiên trong lòng chúng ta nha. Chúng ta sẽ không cần phải quy củ theo cái nghi lễ nào đó, mặc dù cái đó là tốt, thì anh em hãy dùng lời của chúng ta, hãy dùng lời của chúng ta. Chúa ơi, chúng con đến trước ngôi Ngài. Thánh Linh ơi, xin soi xét lòng chúng con, bởi vì trong ánh sáng của Ngài chúng con nhìn thấy sự sáng. Chúa ơi, giúp chúng con nhận thức được tội lỗi của mình và chúng con xưng ra trước mặt Ngài. Và Chúa, chúng con là đấng giàu lòng tha thứ, Ngài muốn tha thứ cho chúng con, tẩy sạch chúng con,
để cho con xứng đáng đến dự thân vào huyết của Chúa. Chúa ơi, cho con như hội thánh của Ngài. Chúa, con cũng cầu xin Ngài tha thứ cho chúng con nếu hội thánh chúng con còn chưa đặt Chúa là số một. Nhiều lúc chúng con vẫn thích chạy theo vinh quang của mình. Chúng con muốn chạy theo để bày tỏ bản thân, để được tiếng tăm điều này điều kia. Có những đâu đó chúng con vẫn thỏa hiệp điều này điều kia. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa hồi phục lại tấm lòng, tâm trí chúng con, để Chúa Giêsu phải là trung tâm của hội thánh Ngài, trung tâm của cuộc đời chúng con, để mọi sự phải ra từ Ngài, phải nhờ sức của Ngài và hướng mọi vinh hiển về cho Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin dòng huyết của Ngài tẩy sạch chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài nghe lời cầu nguyện xưng tội của chúng con. Và bởi lời hứa của Ngài, chúng con tin vào sự tha thứ của Ngài. Con công bố tất cả tội lỗi chúng con đã được tha. Chúng con được tẩy sạch để chúng con xứng đáng giữ tiệc thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tôn vinh Ngài. Và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.